4 BA mặt này, 1 BA mặt hướng về 3 giờ. Đây là khung giờ của thủ chúng ta chơi rồi. Tham lại 50 dành cho cái thủ Nam Sâu Kiều. Cả He đang có mặt ở đây. Sẻ cũng phải đưa quân ra mặt này ngay. Rồi Sẻ đang lao ra với những cung rở của mình. Nam đang sổ vào cung rở 98. Sẻ đang lao lên trên dốc này. Đây là mặt máy màu ba quen thuộc. Và gần góc 8 giờ đấy thì thủ chim sẻ. Gỗ đầu đang có vẻ là hơi xa. Đây một móng gỗ ở đây rồi. Chúng ta tìm quả đầu nào. Trận thi đấu đầu tiên ở trong trận đấu thứ hai, một cái rừng già. Đây là bãi quả, thôi chết rồi. Có chỗ đóng gờ không? Ôi rồi ôi, quả đầu 6 cây mà nhìn nó quá là ôi rồi ôi. Bầy hiêu nâng cao sau bãi quả sát mép rừng. Quả đầu là hơi xấu đây, thủ chim sẻ. Đây là mặt máy Nam Sông Kiều. Nam Sông Kiều cũng có một bãi quả xấu, cũng là 6 cây. Hai nhà đều quả 6. Trận này thì hai nhà đang khá là gần nhau. Làm vòng đi dò thì cái thủ chim sẻ nắng thôi. Chúng ta đang tạm thời dẫn trước ở trong trận đấu đầu tiên với tỷ số là 3-0. Và hy vọng trong trận đấu thứ hai thì mọi thứ cũng sẽ ổn hơn dành cho cặp đôi chim sẻ nắng và Nam Sông Kiều, để có thể giành chiến thắng trước bộ đôi He cũng như là game thủ U98. Đang cố gắng em ạ. Vâng, như vậy là hai con hiêu đưa cái thủ chim sẻ nắng đưa về rồi. Đưa hiêu về sớm vì quả đấu xấu quá anh em ạ. Đưa trước hai con hiêu này về. Bài đấu được cầm AC quen thuộc của cái thủ chim sẻ. Làm vòng đi dò ở đây thôi, tìm đồ ăn. Có xe dò nữa. Vâng, quả phụ giữa hai nhà. Cái quả này thì chắc sẻ có thể là khai thác thôi. Hai hiêu hai quả thì có thể ép đời, về cơ bản là đủ đồ. Nhưng với việc quả đầu xấu như này nó sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến việc ép đời của chủ chim sẻ. Ảnh hưởng khá nhiều đến việc ép đời của sẻ. Đây rồi, đôi voi. Như vậy là bài đấu ổn về đồ ăn đến từ cái thủ chim sẻ. Rất đáng tiếc khi quả đầu xấu, nhưng sẽ đã khắc phục ngay khi có được những tình huống, đó chính là đưa hiêu về sớm thôi. Với việc đưa hiêu về sớm như này thì nó không còn quá chậm dần đến từ cái thủ chim sẻ nắng nữa. Rồi, cầu voi về thôi. Đây là con voi đầu tiên được chim sẻ nắng đưa về. Một đôi voi khá là xa thì cho em cố gắng đưa voi về để ép đời tốt hơn trong trận đấu này. Ôi, thôi nhá, giờ lại câu voi lăn quay trước dân với cả mối thịt ở đây thì là oảng đấy. Lần này thì không mối thịt hay là trước dân gì nữa rồi. Voi đã về, người ta câu con voi thứ hai rồi. Cảm ơn KK Trần đã gửi tặng game thủ chim sẻ nắng thêm 30 sao. Voi thứ hai được sẽ đưa về. Cắt dân đi ăn quả phụ luôn. 22/28. Đưa voi về và giải quyết nó thôi. Hai voi, hai hiêu ở nhà chính, một bãi quả bên ngoài và tí nữa đóng ép nhân đôi để có thể ăn cả hiêu và cả gỗ, cả hiêu cả gỗ bên ngoài này. Đây, lùa mấy con hiêu này về là đẹp. Chúng ta sẽ chuyển sang bàn máy cái thủ Nam Sông Kiều. Bàn này mình nghĩ là sẽ vẫn đánh 27 dân cộng 1 thôi. Nam đang có 3 voi hiêu đầu. Khá đẹp dành cho cái thủ Nam Sông Kiều với con AC. Rồi, voi quay đầu nhưng vẫn chết thôi. 3 voi hiêu đầu, quả phụ bài khá là bình dành từ cái thủ Nam Sông Kiều. Quả phụ 6 cây nữa. Mà nhà cũng đang hơi rộng, ta giật giật về mặt 6 giờ được không? Như Nam Sông Kiều đóng S ở mặt hướng về 3 giờ rồi. Đây là bãi quả 6 cây đến từ Nam Sông Kiều anh em nhé. Có một cây quả 6 cây gỗ này này. Đó, đây là chiếc BS tiếp theo để có thể khai thác gỗ để cho em. Nét một dân bên trong, làm thêm chiếc BS nữa, ăn bãi quả, lực ổn. Bãi này cũng đánh 27 dân cộng 1 là đẹp. Quay trở lại hôm nay thủ chim sẻ. Cũng như những gì mình dự đoán thì có thêm một chiếc BS nhân đôi. Ăn cả gỗ cả hiêu bên ngoài, BA đóng mặt trên dốc này luôn. Thêm một chiếc BS ở mặt dưới này. 3 BS ăn gỗ ngay từ đời 1. Đây là bầy hiêu ở chiếc BS nhân đôi. BBBM sẽ bo mặt sắp đặt đồ từ 9 giờ xuống. Cái mặt giữa anh nhà chúng ta sẽ tính toán sau. Bo dần, khung dần dần anh em ạ. Khung dần dần thôi. Oh,
Rồi ta lùa nốt mấy con thiêu này về. Chào tất cả anh em đang xem nha. Hello mọi người, hello anh em. Rất mong các bạn thể chúng tôi xin một like, nút chia sẻ video livestream ạ. Hello anh em. Anh em comment gì đi. Anh em thả nút like nào anh em ơi. KPI một kèo 10.000 lượt like, bây giờ mới được có 5.300 lượt like anh em ạ. Vẫn thiếu. Rồi đưa nốt con thiêu này về. Đây rồi, như vậy là U98 đi dâng Nga trận đấu này. BA đến chim sẻ ở đây, BM 98 đi dâng à. Bài lên đời nhảy dây lên 98. Ngày hôm nay 98 lên đời rất muộn anh em ạ. 98 lên đời khá là muộn. Ok, sau trận này thì em sẽ báo chim sẻ đang chỉnh to tiếng game lên. Rồi nâng cấp chặt gỗ luôn đến từ cái thủ chim sẻ rồi. Đây BA đi dâng của 98. Sẽ đang muốn bo luôn tên này à. Không đủ gỗ để bo anh em ạ, không đủ gỗ để bo. Anh em like một lần thôi anh em ơi, anh em đừng like hai lần nhá. Rồi cơ cấu ra ruộng đây rồi. 5.800 lượt like rồi, KPI 10.000 like. Vẫn thiếu khoảng độ 4.200 nữa anh em ạ, 4.200 anh em nữa. Và đang có khoảng 10.000 anh em xem đây rồi. Cho anh ăn đi đỗ ạ. Và 98 đi dâng à, ở giữa hai nhà. Sẽ tự tin vẽ ruộng đây luôn á. Vâng, vẽ ruộng đây luôn đấy, cái thủ chim sẻ rất tự tin. BA tiếp theo. Vẽ ruộng gần BA đi dâng bên phía đối phương. Game thủ 98 lên đời muộn đi dâng à. Trong trận đấu này, đây là trận thiếu đầu tiên ở trận đấu thứ hai rồi. Chúng ta có 1C bỏ túi trong buổi sáng ngày hôm nay. 4A đã có đến từ thủ chim sẻ. Và đây sẽ là bài đấu mà mình nghĩ rằng sẽ đánh 5A. Với nguồn lực như thế này, nâng cấp bánh xe. Và thêm một móng nhà BA thứ 5. Thêm những con hiều nữa, bay nhiều ruộng rồi. Đó anh em nào chưa like thì like đi anh em ơi. Một mình like 10 lần rồi, anh em like một lần là đẹp rồi anh em ơi. Vậy 98 lên đời muộn trận đấu này. Và chúng ta sẽ có tình huống khóa BA 98 được hay không thì cũng phải chờ đã. Đấy, sẽ là muốn khóa BA 98 nhưng 98 đã tỉnh hơn rồi. Em đóng BA rất xa nhau. Ở đây là he á. Và như vậy là hai nhà dâng Nga bên phía đôi bạn. Thần kinh với bộ đôi này mất. Và cả 98 và cả he đều đi dâng Nga trong trận đấu này. Mệt đấy nhá. Hai nhà đội bạn cũng đi dâng Nga luôn, sẽ 5A. Rồi thế thì chiến thường nổ ra mặt giữa hai nhà sẻ và nam đây rồi. Rồi ra khóa BA của he trước. Này này. Tạm thời khóa BA của he đã. Nhưng đã có cung R nam sâu cửu đây. Ôi nam sâu cửu có cung R rất sớm anh em ơi. Hay. Rồi khóa luôn, bạn đã có cung R. Sẻ thì chưa, đây là máy của nam. Sẻ vừa mới ra cung R, nam tham lai 40/52. Một bài nữa rồi. Đóng 1A mặt kia xong thì 3A còn lại về mặt này. Để có thể chơi với tân dương Nga bên phía đôi bạn. Xin sẻ nắng đã có mặt ở đây luôn. Và đấu quân với he trước. Bắn quân của he có tân 2. Điều thôi. Điều khéo nào, điều khéo nào. Một bài mà hai nhà đội bạn cùng đi dương Nga. Đây là cái cùng chim sẻ đang khóa được BA của he. Khóa được 1 BA thôi. 98 đang lao vào móc rừng. Chúng ta có thể lấy dân đập. Và 1 BA 98 đóng đây. Còn lại 4 BA khác không biết đóng ở đâu. Chiến thuật rất dị dành cho bộ đội đến từ liên quân Eagle. Khi mà cả 98 cả he đều đi dương Nga. Đây, bộ đội đã kết hợp cùng với nhau khá nhiều trong giải đấu cung R gần đây. Tham lai của cái thủ chim sẻ là 42/48. Đang bắt cung R chỉ đám vọng máy bên trong nhà mình. Một bài đấu mà cả hai nhà đội bạn đều đi dâng Nga. Chúng ta cần cái tình huống đỡ được ở khu vực nhà BA và sẽ có tình huống đẩy quân đi để bắt dân, quản dân đối thủ. Một bài dâng Nga thì đương nhiên là sẽ ăn hoa sóc quân. Và ăn hoa sóc quân thì lực nó sẽ không bền, sẽ hết nhanh thôi. Chỉ cần một tơn đi quản là chúng ta sẽ giảm đi nguồn lực của bạn rất nhiều, khiến cho đội bạn sóc quân không được đều nữa. Và lúc đó chúng ta có thể ra được quân thì có thể chơi được với đội bạn. Tham lai là 44 đến từ chim sẻ, đây là máy nam sông kêu. Nam tham lai là 48, cũng đang bắt quân 98 bắt được quân của he rồi. Mọi thứ vẫn đang trở lại dần với quỹ đạo của nó. 98 nó có rất nhiều quân đây, he thì không còn nhiều quân nữa. Tham lai nam sông kêu là 46, kéo quân về mặt nhà BA này và tăng BA thứ tư ở đây rồi. 4 BA mặt này, 1 BA mặt hướng về 3 giờ. Đây là cung R của thủ 98, chơi rồi. Tham lai 50 dành cho cái thủ nam sâu kêu. Cả he he đang có mặt ở đây, sẻ cũng phải đưa quân ra mặt này ngay. Và sẻ đang lao ra với những cung R của mình. Nam đang sổ vào cung R 98, sẻ cũng đang lao lên trên dốc này. Đây là mặt máy cái thủ chim sẻ. Chim sẻ tham lai là 47. Chúng ta đang bắt quân cái thủ 98 và đã có một tân đi quản nên chim sẻ nhắm rồi. Sau những huống bắt được quân đội bạn thì chúng ta sẽ có một tân đi quản khiến 98 mất lực. Và khi 98 mất lực thì đơn giản thôi, 1-0 trong trận đấu thứ hai. Quýt. Và he đang muốn lao vào nhà chim sẻ. Một bài dâng Nga nhưng đã bị nhốt mất một cung R đến từ he he. Đây là hai tơn của he đấy. Vẩy e không, vẩy e không.
Ông bạn đang chạy lên mặt nhà bây giờ, chim sẻ nhắng. Ruộng cũng đang phải chạy một tơn, nâng cấp gỗ 2. Rồi tơn tiếp theo nở ra. E định làm trò gì? E lao lên trên dốc nhà bây giờ của sẻ. Điều rồi, và đây sẽ là pha vẩy E lên chim sẻ nhắng. Chạy đâu em ơi? Chạy hộ cái. Hè này. Tách hai hướng luôn, khá tỉnh đấy từ hè hè. Đã chiến rất nhiều cùng rồi, tình huống vừa rồi. Tham lại chim sẻ là 53. Quay trở lại mặt máy thủ Nam Sông Kiều. Nam Sông Kiều đã có tham lại là 48. Vâng, vẫn đang bắt quần của hè mặt này và cả 98 nữa. 8 và hè đang cố gắng để đấm vào nhà Nam Sông Kiều. Sau khi công nhà chim sẻ và giữ cái ruộng chạy của tôi thôi. Bắt quần đội bạn, bắt quần đội bạn anh em ơi. Vậy hè đây là góc chết rồi, hè đang đi vào mặt trước. Chú ý giữ dân gỗ. Chạy một tơn, đây là dân ăn hoàng, hè này hết lực rồi. Bỏ đây trồ, đội bạn đã bắt đầu hết lực. Nam Lai 51 đến từ cái thủ Nam Sông Kiều, vẩy E, tốt. Bắt quân 98 trước, nhưng mà vẩy E lại không bắn em ơi. Cho quân ra bắn tơn này đi. Rồi, Nam Lai 52. Quay trở lại máy xẻ, thắng rồi em ơi, tỷ số sẽ là 1-0 trận đấu thứ hai thôi. Đến thời điểm này thì thắng rồi. Đội bạn không lấy được nhà của chim sẻ hay là nhà của cái thủ Nam Sông Kiều. Cửa thắng đang quá sáng cho bộ đội chúng ta. Một vài cũng được, một máy 3 rồi hè hè đây thôi, nhưng sẽ đã tơn đi quản nhà của đối thủ U98 luôn. Và Nam Sông Kiều đỡ nhà xong thì sẽ có một tơn đi quản hè hè và hè cũng đã hết lực ăn hoang rồi. Mình nghĩ là chiến thắng đã có cho chúng ta rồi đấy. Tỷ số sẽ là 1-0 trong trận đấu thứ hai cho sẻ và Nam rồi. Đúng là như vậy, 1-0 trận đấu thứ hai. Đấy, cùng chờ đợi đến với trận tiếp theo, 4-0 ở trong trận đấu này. À trên 4-0 trong kèo đấu này buổi sáng ngày hôm nay. Anh em còn chờ gì nữa? 11.000, 12.000 anh em đang xem, cho xin nút like nào anh em ơi. 6.800 lượt like rồi ạ.